Thưa quý vị, cuộc cách mạng 4.0 đang biến đổi toàn thế giới và tác động mạnh mẽ tới rất nhiều lĩnh vực đời sống. Thời đại công nghệ 4.0 cũng mở ra cơ hội cho nhiều người dựa trên những nông sản sẵn có của địa phương hay quyết tâm tìm kiếm sản phẩm từ nông nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt. Nó được xem như là cú hích quan trọng cho các start-up, đặc biệt là những người trẻ khát khao chinh phục giấc mơ khởi nghiệp của chính mình. Trong chương trình Sống Xanh kỳ này, mời quý vị đến thăm một mô hình tại thành phố Đà Nẵng hiện đang nuôi trồng và chế biến sản phẩm tảo xoắn áp dụng công nghệ 4.0. Phần sau của chương trình, chúng ta sẽ đến với những công trình cộng đồng vừa có giá trị sử dụng thiết thực, vừa là nơi tránh trú cho người dân khi có thiên tai do Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đinh Nguyễn Hoàng Thư, năm nay 32 tuổi. Đã từng giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh ở một công ty lớn với mức thu nhập ổn định. Thế nhưng 5 năm trước, chị quyết định con đường khởi nghiệp, bắt tay gây dựng cơ sở sản xuất dòng tảo xoắn của riêng mình. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới sáng tạo vào trong chuỗi sản xuất khép kín, mô hình khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của Hợp tác xã Công nghệ cao Mặt trời Việt do chị Thư thành lập đã tìm được chỗ đứng ổn định cho một dòng sản phẩm mới mẻ như tảo xoắn. Mô hình này giúp mở ra hướng sản xuất hiện đại, xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Tôi có một cái động lực và một cái nhiệt huyết để biến ước mơ của mình thành sự thật, là mình muốn đem những cái sản phẩm thực sự tốt Made in Việt Nam của người Việt Nam đến với cộng đồng bạn bè năm châu. Thực hiện mô hình nuôi trồng tảo xoắn spirulina, tảo mặt trời, chị Thư gặp không ít khó khăn bởi đây là con đường quá mới mẻ. Song với chị, chỉ có tự nuôi trồng, chủ động được nguồn nguyên liệu mới chắc chắn được chất lượng tảo nguyên chất đến với người tiêu dùng. Sau quá trình thử nghiệm rất kiên trì, cuối cùng chị đã tìm ra được quy trình nuôi tảo phù hợp và nhân rộng vùng nuôi ngay dưới chân bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Mô hình nuôi hở có thể là đầu tư ban đầu thấp, được sinh khối lớn. Tuy nhiên thì cái việc chống ô nhiễm thì nó rất là hạn chế. Nó dễ bị côn trùng, bụi bẩn, lá cây xâm nhập và nó làm giảm cái chất lượng của tảo. Còn cái mô hình nuôi kính hiện tại là bằng ống acrylic thì cái này là tảo nó rất là sạch. Tuy nhiên thì chi phí đầu tư ban đầu nó quá cao, là nó làm tăng cái giá thành và không thể cạnh tranh được trên thị trường. Vì vậy là chúng tôi đã quyết định kết hợp ưu điểm giữa hai cái mô hình và sáng tạo nên một cái mô hình mới mà chúng tôi gọi là OCB. OCB có nghĩa là Open Closed Flood, là sự kết hợp giữa mô hình nuôi kính và nuôi hở. Đây là mô hình nuôi tảo duy nhất tại Việt Nam theo quy trình công nghệ hoàn toàn, giúp tạo ra được năng suất cao và chất lượng tảo tinh khiết. Cái sự khác biệt của chúng tôi, thứ nhất đó là từ cái mô hình nuôi, đó là sự kết hợp giữa kính và hở để tạo ra một cái chất lượng tảo rất là sạch. Thứ hai nữa là tảo của chúng tôi là không có tái dược phụ gia, chất bảo quản chỉ nguyên chất 100%. Và thứ ba là cái công nghệ sấy lạnh bằng cái công nghệ Darkwing, có nghĩa là sấy gió trong bóng tối, thì nó vừa giữ được cái dinh dưỡng của tảo, màu sắc của tảo và cái chất lượng của tảo thì đạt được là tối ưu nhất. Mô hình sấy lạnh công nghệ AI, sấy lạnh trong bóng tối giúp tảo giữ được chất diệp lục nhiều nhất và hầu như những dinh dưỡng khác đều còn nguyên vẹn. Máy móc thì nó hỗ trợ tới 90% chất lượng của sản phẩm, đặc biệt là cái công nghệ sấy này là cái công nghệ hiện đại và rất là mới. Những cái sản phẩm được sấy từ cái công nghệ này thì nó giúp vừa bảo quản được lâu mà vừa giữ được cái chất lượng cũng như những hàm lượng dinh dưỡng như là vitamin và khoáng chất của tảo. Đối với chúng tôi thì chất lượng sản phẩm là cái quyết định và luôn đặt lên hàng đầu. Cũng vì như vậy nên chúng tôi chú trọng trong việc là đầu tư các cái công nghệ mới và những cái công nghệ cao trong cái việc sản xuất và áp dụng công nghệ 4.0 để hỗ trợ cho cái việc sản xuất ra được cái thành phẩm tối ưu hơn và chất lượng hơn. Với các startup, câu chuyện khởi nghiệp luôn gắn với vô vàn những khó khăn, trở ngại. Nhưng thời đại công nghệ cũng là cơ hội lớn để các startup có thể đi nhanh hơn, xa hơn. Nhờ áp dụng công nghệ 4.0, năm 2019, sản phẩm tảo xoắn sấy lạnh nguyên chất, tảo xoắn nguyên chất Spirulina của Hợp tác xã Công nghệ cao Mặt trời Việt được chọn là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng. Năm 2020, sản phẩm này đã được trao giải thưởng ứng dụng công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu trong cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp quốc gia, được chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Tháng 10 năm 2021, tảo xoắn của tác giả Mặt trời Việt được chứng nhận là một trong 18 sản phẩm thương mại đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Hiện nay Đà Nẵng mình có rất nhiều các loại sản phẩm, ví dụ như sản phẩm thương mại đặc trưng,
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, và gần đây là cái sản phẩm về ô cốp. Thì hiện nay thì sản phẩm ô cốp là một cái loại hình sản phẩm cũng được Sở Công Thương cũng như các sở ban ngành thành phố quan tâm hỗ trợ để tạo điều kiện. Trong thời gian qua thì mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên là sở cũng có tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện một số cái chương trình nhằm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Cụ thể là tập trung cho công tác tập huấn cho các cái chủ thể tham gia chương trình biết cái việc xây dựng cũng như phát triển thương hiệu, rồi cái việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, rồi các kỹ năng về xúc tiến thương mại, bán hàng. Với sứ mệnh đem đến sức khỏe tốt hơn cho cộng đồng, thực hiện mục tiêu kinh doanh bền vững, thân thiện với môi trường, mô hình khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới sáng tạo vào trong chuỗi sản xuất khép kín của Hợp tác xã Công nghệ cao Mặt trời Việt là một hướng đi phù hợp, chắp cánh cho những người trẻ trên hành trình khởi nghiệp thời 4.0. Thưa quý vị, chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại được xem là biện pháp xuyên suốt trong các hoạt động của Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai hiện nay. Cách đây hơn 13 năm, tại những vùng bị ảnh hưởng thiên tai, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai bắt đầu triển khai dự án vận động tài trợ xây dựng các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai như là trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng quy mô 2 tầng kiên cố để có thể dùng làm nơi trú tránh lụt bão. Qua những đợt thiên tai thì các công trình này ngày càng chứng minh hiệu quả thiết thực trong chủ động phòng tránh bão lũ. Trong những ngày đông giá rét cuối tháng 11 này, những em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã có thể học trong một lớp học ấm cúng của ngôi trường mới khang trang. Đây là một trong 8 công trình vừa là trường học, vừa là công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai được Quỹ Phòng tránh xây dựng trong năm nay trên địa bàn cả nước. Trong 13 năm qua, với thiết kế chuẩn 2 tầng, 8 phòng học kiên cố, những công trình phòng tránh thiên tai là trường học như thế này đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định điều kiện học tập của các em học sinh vùng khó khăn, đồng thời là nơi tránh trú an toàn cho bà con nhân dân trong vùng mỗi khi có thiên tai khắc nghiệt. Trường mới được xây dựng là gồm có các lớp học và các phòng học chức năng theo thiết kế theo hiện đại. Và với điều kiện như thế thì góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các em học sinh ở vùng cao đối với công trình như thế này thì góp phần quan trọng trong việc là ngoài việc giáo dục thì còn đảm bảo cái sự an ninh, an toàn cho các em, giúp cho các em là yên tâm học tập tại trường. Đúng theo chủ trương là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Hơn 13 năm qua, đã có 113 công trình được Quỹ Phòng tránh xây dựng trên khắp cả nước, gồm 53 trường tiểu học và trung học cơ sở, 26 trường mầm non, 20 trạm y tế, 14 nhà sinh hoạt cộng đồng. Với các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các công trình này là một sự hỗ trợ thiết thực đối với người dân còn nhiều khó khăn. Công trình y tế này thì nó rất có cái hiệu quả và đưa lại cho chúng tôi cái nơi là làm việc với cái đầy đủ phòng chức năng. Thứ hai là mọi người dân đến đây người ta cũng tự tin và phấn khởi. Trong những năm qua, trong những khi có cơn bão lớn thì đại đa số những cái hộ dân trong nhà cấp 4 không đảm bảo an toàn theo tiêu chí nhà chống bão thì được di dời lên nhà cộng đồng để sơ tán tránh trú bão. Chính vì có cái nhà sơ tán tránh trú bão thì trong những năm qua thì tính mạng người dân được đảm bảo và người dân yên tâm trong cái mùa mưa bão. Được xây dựng tại những vùng thường xuyên có thiên tai, các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai đã giúp người dân có nơi tránh trú an toàn tại chỗ nhằm hạn chế thiệt hại của bão lũ gây ra. Thực tế những năm qua cho thấy, mô hình xã hội hóa công trình cộng đồng phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là điều hết sức cần thiết ở những địa phương đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Điện Bàn thì là cái vùng thường xuyên chịu thiên tai bão lũ qua hàng năm. Đặc biệt khi bão lũ thì một số hộ dân nhà ở không có kiên cố thì cần có những cái nơi mà chắc chắn để tránh trú, thì thông qua công trình này thì cũng phát huy được tác dụng để mà giúp cho bà con an toàn hơn trong mùa mưa bão. Từ sự kết nối tích cực của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, đến nay Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã huy động được hơn 400 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ phòng tránh thiên tai. Trong đó, tổng kinh phí dành cho thực hiện các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai là gần 240 tỷ đồng. Những năm tiếp theo, xây dựng các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai là một trong những ưu tiên
quỹ vận động tài trợ và tổ chức thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ càng phải quan tâm đến cái việc là kết nối với lại tất cả các tổ chức, các cá nhân khác ở trong xã hội cùng làm cái việc từ thiện này, để làm sao mà mấy cái hoạt động của mình ấy, nó có hiệu quả hơn nữa. Và một trong những hướng của chúng tôi đấy là chúng tôi chú ý thực hiện những cái chương trình, những cái dự án mà chúng tôi gọi là nó đa chức năng, đa mục đích, vừa giúp bà con phòng chống thiên tai, vừa phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế chẳng hạn, vừa chăm sóc trẻ em. Mô hình công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai 2 tầng kiên cố hiện nay được xem là một phương án quan trọng trong phương châm 4 tại chỗ trong phòng tránh thiên tai của các địa phương. Mỗi công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai được quỹ phòng tránh xây dựng không chỉ mang lại những giá trị sử dụng thiết thực mà còn mang đậm dấu ấn nhân văn từ sự chia sẻ của cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân vùng khó khăn an toàn trước thiên tai. Thưa quý vị, khởi nghiệp luôn là một con đường thử thách cam go với bất kỳ ai. Chọn khởi nghiệp bằng con đường sản xuất nông sản càng không dễ dàng. Thế nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ quyết tâm tìm kiếm cơ hội từ nông nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt bằng các sản phẩm Made in Việt Nam. Phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những sản phẩm gia dụng quen thuộc nhưng lại được làm từ chất liệu vô cùng độc đáo, đó là từ những chiếc mo cao. Khúc biến tấu thú vị từ những chiếc mo cao dân dã sẽ kết thúc chương trình Sống Xanh hôm nay. Xin kính chào, tạm biệt quý vị.